Vâng, xin được mến kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Tùng Japan. Ngày hôm nay thì em tiếp tục về được thêm một em âm ly mới. Đấy, một trong những cái hàng cao cấp hàng high-end của hãng Luckman. Có cái mã model là L550 ấy Mark 2 các bác nhé. Em này thì chạy mạch thuần Class A, một trong những dòng high-end cao cấp của hãng Luckman. Thì hàng vừa mới về tối hôm qua. Em này là một trong những cái sản phẩm được trưng bày tại siêu thị của Nhật. Và rất may mắn này em đã mua được chiếc Omni này. Đấy. Hàng này còn nguyên thùng xốp này, em sẽ mở ra cho mọi người cùng xem này. Xốp thì cái thùng chính hãng của hãng nên là xốp cái carton nó rất là cứng. Thì bên trong này đây là cái bìa này. Rồi. Ở đây là phần dinh nguồn cho máy này. Đấy, cái dòng này cái mã dinh nguồn của nó đây. JPA 1000. Cái chân này thì nó là thuộc đầu rắc chân bạc. Không phải là chân vàng giống như cái dòng 509X các nhé. Đấy, đây là cái hóa đơn này, hóa đơn của người ta mua này. Đấy, hóa đơn của người ta mua lúc thời điểm mua là 348.540 yên Nhật đúng không? Nó khoảng là cách đây cũng năm 29 của họ ghi ở đây này, năm 29 này. 29 này là họ tính theo năm của Nhật nhé. Năm của Nhật thì nó rơi vào tầm khoảng năm 2018. 2016 ạ. Khoảng 2016 nhá, mua thời điểm 2016. Đây là sách hướng dẫn này. Đó. Có hướng dẫn các cái cách sử dụng. Rồi. Sách hướng dẫn. Đây là sách hướng dẫn này. Xin lỗi quý vị các bạn nhé. Đây là quyển sách những cái điều cần chú ý khi sử dụng chiếc Omni rồi. Đúng không? Những cách sử dụng đúng này. Đúng không ạ? Đây, phơi lắng này. Thì đây. Đút trong một cái tủ kính này, đúng không? Đấy, hoặc là xịt nước. Rất nhiều những điều chú ý, cái này toàn tiếng Nhật thôi các bác nhá. Và đây chính là cuốn sách hướng dẫn. Ở đây họ cũng toàn là tiếng Nhật thôi vì em này là dùng cho thị trường nội địa Nhật thôi nhé. Rồi và đến nhân vật chính của chúng ta, ở bên đây là một chiếc điều khiển này, còn nguyên hộp luôn, vẫn còn hộp luôn. Em sẽ bỏ qua một bên. Xốp em này thì rất là đẹp, nó dây chạy mạch thuần Class A Luckman, nghe cho tiếng âm thanh rất là ngọt ngào. Có lẽ là em sẽ cố định máy quay lại để nhấc chiếc Omni này ra các bác nhé. Nhưng một tay chắc không nhấc nổi. Sẽ nhấc chiếc Omni này ra. Cho qua một bên. Bỏ chiếc thùng này ra các bác nhé. Rồi. Những cái này thì để ngoài. Sách hướng dẫn thì sẽ cho vào đây. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi chiêm ngưỡng em này. Còn nguyên chùm áo luôn. Nguyên chùm nguyên áo luôn. Áo chùm ạ. Rồi, các bác thấy độ đẹp của em này chưa? Em này thì trong tình trạng như này thì có thể nói là đẹp xuất sắc rồi, không có một cái điểm trừ ở đâu cả. Đấy, thậm chí ngay đến cả cái lớp ni lông bọc ở hai đầu ngoài này cũng còn nguyên các bác nhé. Thật
quay ra đây. Đấy. Còn nguyên này. Đấy. Em này là hàng trưng bày siêu thị các nhá. Sẽ tháo cái lớp này ra. Chưa tháo được ra luôn. Đấy, khó nhá. Đấy, đây. Bịt đít vẫn còn. Có một vài cái vị trí thì họ sử dụng nên là nó bị thiếu rồi. Cái dòng này là thì nó cho cái âm thanh rất là ngọt ngào này, nó hơi bụi này. Đây là những cái vết bụi các bác nhé. Em này thì chạy thuần mạch class A và nó có thể đưa được âm thanh xuất ra hai cầu AB đúng không? Với cái từng mức trở cao khác nhau thì nó sẽ cho ra những công suất nó khác nhau không nhá. Âm ni mà chạy cái mạch class A này thì cái công suất nó rất là yếu, nhỏ lắm, tầm 20 đến 40W. Đấy. Ở cái trở kháng 8 ohm thì cái công suất la la của nó là sẽ được khoảng tầm 20W cho một kênh, và ở trở kháng 4 ohm này nó sẽ ra được khoảng 40W cho một kênh các bạn ạ. Tuy nhiên nó chạy một class A nên là âm ni rất là khỏe, cho âm thanh rất là hay. Đó. Sẽ tìm cách để tháo này ra cho mọi người cùng quan sát nhé. Nó có cái sẽ lại cố định máy quay lại một lần nữa các bạn, vì là cái bao kia nó bị kê lên cái chân của âm ly, nếu mình cố tình kéo mạnh thì nó sẽ rách. Rồi một bên này. Sẽ đưa cam lại gần chúng ta cùng nó quan sát chi tiết từng góc cạnh của em âm ly này. Đấy. Không có một cái điểm trừ nào các bạn, không có một cái gì để mà chúng ta có thể chê được nó cả. Volume bên này, bên phía tay phải chúng ta đây, đây là phụ phím volume này đúng không? Ở phía đây là chúng ta sẽ có các cái nút chọn ngõ đưa tín hiệu thanh đầu vào, line 1, line 2, line 3, line 4, ba lăng và follow các bác nhé. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ có cái chọn là real này. Đấy, out hoặc off hoặc on đúng không? Sợ các cái ngõ A cầu AB hoặc A cộng B hoặc AB này đánh được cả hai cầu nhé, độc lập hoặc đánh cùng lúc cả hai cầu luôn. Volume chỉnh bass chép. Đấy. Không có một cái điểm trừ nào cả. Bác nào mà chốt em này thì hãy inbox liên hệ cho em. Giá của em này nhá. Giá 63 triệu bao ship toàn quốc. Ship bao ship về tận nhà cho các bác luôn. Nếu như các bác chuyển khoản đủ, còn nếu như mà ship cọc thì em sẽ không bao ship ở đầu Việt Nam nào các bác nhá. Đầu Việt Nam các bác nhận hàng vừa thanh toán ship cho nhân viên giao hàng. Các cái chân này còn vàng khé vừa bóc ra. Đây là người ta cũng đã có sử dụng hàng này, hàng trưng bày mà. Họ cũng đã có đấu lối vào để người ta test thử ở bày ở quầy các bác. Rất là đẹp. Đó. Và bác nào mà có nhu cầu thì hãy gọi điện liên hệ ngay cho em. Đấy, theo cái số điện thoại trên cái tấm biển đỏ này các bác nhá. Số điện thoại có cái mã nước là có cái GP cả. Mã nước là cộng 81 cả, xong đó là các bác bỏ số 0 đi đến 7038934370. Đấy. Thì sau cái clip này thì em sẽ làm một clip mà chúng ta test thử âm thanh chất âm của em âm ly này. Đấy, với cặp loa Tannoy này các bác nhá. Cặp loa này thì cũng vừa về thôi. Đây là loa hàng của khách đấu giá. Các bác cái đấu và đưa về đây, em sẽ nhận trách nhiệm và đóng gói và vận chuyển gửi về Việt Nam cho các bác. Còn về giá thì xin lỗi này, em sẽ không tiết lộ các bác nhé. Đấy. Và clip của em đến đây xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong cái clip test chạy thử chế độ âm ly của chiếc âm ly này các bác nhé.